Rồi hello anh em nha. Nay lên sóng cho anh em một em Sachia 206 nha anh em. Thì bữa giờ anh em hay hỏi nhiều nha, Sachia 206. Dọn full nguyên con đồ này một, full tất cả luôn nha anh em. Lên chế đề sẵn luôn nha. Lên đề luôn nha anh em. Máy móc đừng nói tới. Như một con xe thùng. Đó, mình quay cận cảnh cho anh em nha, đây bụi nha anh em. Xe là như xe thùng luôn nha anh em. Con này bán 50 triệu nha anh em. 50 triệu nha. Anh em quan tâm thì có liên hệ trực tiếp số điện thoại của mình 0977896908 nha anh em. Full nguyên co đồ là một. Phục trước, phục sau, bô full lòng lửa, full 120. Lên bộ đề. Bộ áo là hết mười mấy triệu nha anh em. Bộ áo chiếc này là mười mấy triệu nha. Rồi chào anh em.